các bạn mỗi ngày một niềm vui các bạn ơi hôm nay mình nhận được quà hôm nay là một giờ mình đi từ thiện nhưng mà buổi sáng thì mình nhận được quà nè các bạn cái món quà này cũng vô cùng ý nghĩa nha các bạn à, mình nuôi một đứa cháu từ từ học lớp 6 mà cho đến học lớp 12 rồi ra trường rồi tạo cho chồng vợ luôn hôm nay là mình nhận lại được một cái kết quả là luôn luôn cho đồ ăn mình các bạn À, cho trái cây, cho rau, cho cá, à, cho thịt ăn một tuần lễ luôn. Cho rau, cho cá, cho thịt, cho trái cây. Rồi hôm nay là đem sữa xuống nè. Mà nó nói sữa này người già uống được nha các bạn. À, canxi Gold Care cung cấp canxi cho xương chắc khỏe. Các các bạn thấy cái tem nó còn nè. ông già bà già nè. Đó. À, để mình đọc coi coi cái thành phần của sữa này gồm có cái gì nha. thì năng lượng ít dạ, chất đạm mà rồi năng lượng từ chất đạm. Thì nó có gồm vitamin thôi nha các bạn. Gồm có A nè, C nè, K nè. A, E, C, K, B1, B2, B6, axit folate B12 và nhiều chất khác nha các bạn, rất là tốt cho sức khỏe ở đây. À, sẵn dịp đây mình nói lên cái lời tri ân của nhà sản xuất nói à, nói chung ha mình tri ân cháu mình luôn mặc dù là nó cũng đã trả ơn mình nhưng mà nó cho mình mình phải biết ơn lại các bạn mình ráng mình uống cho khỏe đằng mình già mình không có đài nó nha các bạn à, mình ráng mình à, bảo vệ mình mình rèn luyện mình để già mình không có đài con đài cháu tại vì mình ít con lắm các bạn mình nuôi một đứa cháu mình trong tâm mình mình kể như một đứa con của mình thôi bây giờ là nó đã trở về với mẹ nó rồi mình không còn ở với mình nữa nó đã thành đạt và nghề nghiệp đàng hoàng ăn học đàng hoàng nha các bạn à, bây giờ nó giàu hơn mình nó trả ơn mình đó là một cái nghiệp quả rất là rõ ràng nha mình gieo thì mình phải có gặt bây giờ mình đang gặt đây xin chào các bạn nha xin chào